Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách chơi xổ số của cái dự án DSun ở trên sàn Google X nhé. Thì cái sàn Google X này từ trước đến nay thì nó cũng đã ra đời được hơn một năm rồi và nó cũng đã cho chúng ta tham gia một vài cái dự án miễn phí và cũng đã gặt hái được những cái thành công nhất định. Thì nay cái dự án DSun nó tiếp tục đã được list ở trên sàn Google X và nó cho chúng ta chơi xổ số. Ở đây chơi xổ số là chúng ta sẽ không bị mất một cái gì nhé. Mọi người lưu ý là chúng ta sẽ không mất, tức là chơi xổ số không thua. Đó, thì làm như thế nào để chơi được xổ số ở trên sàn Google X bằng qua cái dự án DSun này? Thì mọi người sẽ theo cái hướng dẫn của mình nhé. Thì trước khi mà để làm được cái dự án này thì mình sẽ quay lại về cái dự án khai thác miễn phí cái đồng token DSun. Thì mình sẽ nói lại một lần nữa để cho mọi người rõ hơn về cái dự án này nhé. Đó thì như những cái video hướng dẫn trước đó ấy, thì mình đã có hướng dẫn mọi người cái cách khai thác miễn phí cái đồng token DSun rồi đúng không? Thì bây giờ mọi người sẽ mở ví ra cho mình. Rồi, mọi người sẽ mở cái ví mà mọi người kết nối với cái dự án DSun nhé. Ở trên chốt hoặc MetaMask gì đó. Thì thông thường ngay ở cái video hướng dẫn ban đầu ấy thì mình đã có hướng dẫn mọi người là cái cách khai thác miễn phí. Thì hàng ngày thì mọi người chỉ cần vào đây tích vào cái phần này để nhận là 100 triệu cái token DSun này. Đó, nhưng mà do cái số lượng tài khoản ảo quá nhiều và cái số lượng cheat quá nhiều lên bên phía dự án người ta có đưa ra một cái quy định là mỗi một tài khoản tham gia khai thác phải có tối thiểu là 0,01 BNB, tức là khoảng hơn 3 đô, rơi vào 60 mấy nghìn đấy, 70 nghìn gì đó, để tránh cái tình trạng cheat chat và tránh cái tình trạng làm mất giá của cái token DSun này. Đó, thì cái số lượng 0,01 BNB mọi người hold trong ví nó sẽ không mất đi đâu. Và sau khi chương trình airdrop này kết thúc thì mọi người hoàn toàn có thể rút về nhé. Đó là chỉ là cái đảm bảo, đó đảm bảo đấy là một cái tài khoản thực. Đó, thì mọi người lưu ý nên là mọi người không phải lo lắng về việc là phải bị mất cái đồng BNB mọi người hold trong ví nhé. Và một cái điều nữa là khi cái dự án này kết thúc ấy thì nó sẽ mở khóa cho mọi người rút cái đồng DSun này về ví với cái tỷ lệ là 1:1. Đó, ví dụ như là sau này ví dụ mọi người khai thác được, ví dụ mình cho là khai thác được 1 tỷ token DSun đi, thì mọi người sẽ phải mua 1 tỷ DSun ở trong ví để khai thác. À, 1 tỷ cái đồng DSun ở trong ví để claim 1 tỷ cái đồng khai thác miễn phí về. Đó, thì đấy là cái dự án người ta yêu cầu như vậy để tránh cái tình trạng tài khoản ảo và tài khoản cheat và làm tăng cái giá trị của cái đồng DSun này lên. Đó, ví dụ như là mọi người khai thác được khoảng 1 tỷ mà trong ví của mọi người chỉ có 500 triệu cái đồng DSun này thôi thì mọi người cũng chỉ mở khóa được 500 triệu thôi. Đó, thì bởi tại sao là bên phía chủ đầu tư bên phía chủ dự án thì người ta đưa ra cái tỷ lệ quy đổi 1:1 là như vậy. Đó, thì hiện nay nó thêm một cái việc nữa, đó là cái dự án DSun này nó đã cho mọi người chơi xổ số ở trên cái sàn Google X. Thì cái lợi của việc chơi xổ số là như nào? Khi mọi người chơi xổ số, nếu mọi người trúng thì mọi người sẽ dùng luôn cái số lượng DSun mọi người trúng ở trên sàn Google X để sau này mở khóa kết nối với cái ví khai thác DSun này, và mọi người sẽ mở khóa như thế thì nó sẽ rất lợi lợi rất nhiều với mọi người. Đó, ví dụ như là mọi người đầu tư khoảng vài đô để mua vài trăm triệu cái đồng DSun chơi xổ số, mà nếu may mắn mọi người trúng 10 tỷ chẳng hạn thì mọi người sẽ được mở khóa 10 tỷ cái đồng DSun. Đó, đó là một cái rất là lợi thế nhé. Thì vậy làm thế nào mà để mua được cái đồng DSun này và làm thế nào để tham gia được cái chương trình xổ số ở trên DSun? Thì bắt buộc mọi người phải mua cái đồng DSun, sau đó gửi lên sàn Google X để tham gia vào cái chương trình xổ số DSun này. Thì nó sẽ có hai cách mua. Một là mọi người sẽ mua ở trên PancakeSwap. Hai là mọi người sẽ mua trực tiếp ở trên sàn Google X. Thì mọi người nạp USD vào sàn Google X và thực hiện giao dịch USDT, thực hiện giao dịch DSun USDT. Đó, nhưng mà có một cái điều thiệt hơn là nếu như mọi người mua ở trên cái sàn Google X như này. Đó, ví dụ như mọi người vào cái mục giao dịch ấy, thì nó có cái mục D
Desan ấy, thì nếu người mua ở trên cái sàn Kugoix này thì mọi người sẽ bị mất phí là 10%, như thế là sẽ rất là thiệt. Thế cho nên là mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mua ở trên sàn PancakeSwap, sau đó chuyển từ ví sang sàn Kugoix. Rồi thì mua như thế nào thì bây giờ mọi người quay trở lại với cái ví trước hoặc MetaMask nhé. Rồi sau đó thì mọi người sẽ vào cái mục trình duyệt này. Đó, thì mọi người vào mục trình duyệt thì mọi người sẽ nhập cái đường link là PancakeSwap. Đó, thì mọi người sẽ nhập cái đường link của cái sàn PancakeSwap ở đây nhé. Đó, mọi người sẽ dán vào cái mục trình duyệt này. Và ở đây thì mọi người sẽ tiến hành mua cái đồng Desan. Đó, rồi mọi người sẽ kết nối ví đi. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ vào cái mục trade này cho mình nhé. Mục trade này. Rồi, thì ở đây ấy, ở đây, ở trên dòng trên này thì mọi người sẽ dùng BNB hoặc USDT để mua nhé. Thế dòng dưới này thì mọi người sẽ chuyển đổi sang Desan, thì mọi người bấm vào. Bấm vào thì ở trên này thì mọi người sẽ dán cái contract hợp đồng vào đây. Thì cái contract của đồng Desan mình có để dưới phần mô tả nhé. Mọi người sẽ dán contract hợp đồng vào đây. Rồi, sau đó mọi người bấm chọn vào Desan này. Đó, thì ở đây bây giờ mọi người sẽ nhập cái số lượng muốn mua nhé. Và mọi người lưu ý là sẽ phải để lại là 0,01 BNP trong ví để khai thác nhé. Ở đây thì mình sẽ chỉ còn có 0,01 BNP thôi. Mình sẽ mua xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bốn sáu tám thì mình sẽ mua 200 triệu, mình sẽ mua thử 200 triệu cái Desan này nhá. Đó, sẽ mua thử 200 triệu cái Desan này, nó tương đương với 2,8 đô la. Thì ở đây thì mọi người phải bấm chọn swap cho mình, chuyển đổi mức phí ga về 0,1 nên cho nó rẻ. Rồi mọi người bấm chọn swap này, rồi sau đó bấm confirm và chờ nó thực hiện giao dịch nhé. Thì phí ga của nó là mất 0,00914, rất là nhỏ thôi. Mọi người cứ yên tâm nhé. Ok, thì giao dịch đã thực hiện. Thì bây giờ mọi người sẽ quay trở lại ví cho mình. Mọi người sẽ add cái đồng Desan vào đây. Thì đã mua được 200 triệu cái đồng Desan này rồi nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải chuyển cái đồng Desan này sang cái sàn KuGoX để tham gia vào cái chương trình xổ số đó. Thì bây giờ mọi người quay trở lại cái sàn KuGoX cho mình. Rồi ở đây thì mọi người bấm vào mục tài sản, rồi sau đó bấm chọn vào Desan này, bấm chọn vào Desan nhé. Rồi tiếp tục thì mọi người bấm chọn vào nạp điện, rồi sau đó bấm chọn vào đảm bảo và sau đó bấm vào nhấp và tạo. Thì ở đây nó là mạng PEP20 nhé. Đó, thì mọi người sẽ bấm chọn vào sao chép cái địa chỉ này cho mình. Ok, bây giờ sẽ quay trở lại với cái ví. Rồi, mọi người sẽ bấm vào gửi này. Và sau đó thì mọi người sẽ dán cái địa chỉ Desan ở trên sàn KuGoX. Rồi, chọn tiếp tục. Sau đó bấm chọn tối đa. Bấm vào tiếp này. Rồi, sau đó bấm chọn gửi cho mình. Đó, thì sau khi gửi xong thì mọi người sẽ chờ cái xác nhận giao dịch nhé. Thì chắc mất khoảng 1 đến 3 phút thì bên phía sàn Kugo sẽ nhận được cái Desan mà mọi người chuyển từ ví sang. Rồi giao dịch đã hoàn tất nhá, Desan đã bị trừ và bây giờ mình sẽ quay trở lại sàn Kugo để kiểm tra.
Ok, mọi người sẽ bấm vào mục tài sản này nhé. Đó thì ở đây thì mình đã nhận được 200 triệu cái đồng token DeSun này rồi. Đó, và sau khi có được cái DeSun này ở trong sàn CoinGecko thì ở đây mọi người sẽ đi bắt đầu đi chơi cái xổ số. Để chơi được xổ số mọi người bấm chọn vào cái mục trang đầu này cho mình nhé. Rồi sau đó thì mọi người sẽ bấm vào cái chữ đào mỏ này. Đó. Rồi tiếp tục mọi người bấm chọn vào DeSun. Ok, thì mọi người sẽ kéo lên. Ở đây thì nó sẽ có từng bước một, đầu tiên là mọi người sẽ đặt cọc 10 triệu. 10 triệu một vé. Thì nếu mà mọi người 1 triệu một vé, nếu mọi người trúng mọi người sẽ nhận được là 10 triệu nhá. Nếu mà mọi người trúng được cái này thì nó sẽ mở khóa cái tiếp theo. Trúng cái tiếp theo nó mở khóa cái tiếp theo. Đấy, nó cứ lần lượt như vậy thôi. Thì ở đây thì mọi người bấm vào trả 1 triệu này. Rồi khối đã được đào ra, tức là khối đã đầy, mọi người sẽ thoát ra vào lại, mọi người bấm tiếp trả 1 triệu này. Rồi, sau đó thì mọi người để ý cái dòng ở dưới này này, thì mọi người sẽ phải chuyển cái tiền từ ví tài sản, tức là cái tài sản spot ấy, sang cái tài sản chơi xổ số, mọi người bấm chọn vào đây nhá. Có cái hình hai mũi tên đảo chiều này. Rồi, ở đây thì mọi người bấm chọn tất cả để chuyển toàn bộ số DeSun này vào. Rồi, sau đó bấm chọn chèo ngay. Ok, chuyển đổi thành công. Đó, thì bây giờ mọi người sẽ quay trở lại cái xổ số. Mọi người bấm lại vào đây, trả 1 triệu này. Khối đã đầy rồi, tiếp tục bấm lại. Rồi, sau đó mọi người bấm chọn thanh toán ngay. Rồi, bị lag rồi. Để mình đăng nhập lại. Đó, bấm chọn thanh toán ngay. Thì ở đây như vậy là mọi người đã tham gia thành công nhé. Bấm chọn tôi hiểu rồi. Thì mọi người sẽ chờ kết quả, mọi người sẽ chờ kết quả này. Nếu như mọi người trúng thì nó sẽ hiện cái chữ nhận ở đây, thì mọi người sẽ bấm vào cái chữ nhận này. Và đây thì mọi người sẽ bấm nhận về. Đó. Mọi người sẽ bấm nhận về nhé, thì cái tiền trúng xổ số ấy, thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Đó. Rồi và sau khi trúng ở vòng này thì nó sẽ mở khóa tiếp vòng 2 và mở khóa tiếp vòng 2. Đó mọi người để ý nhé. Nó hiện cái chữ tham dự ở đây là tức là chưa đến kết quả, và kết quả của nó là cứ sau mỗi 2 phút. Và nếu như mọi người không trúng thì cái số đề săn mọi người đặt cược nó sẽ được trả dần cho mọi người trong vòng 1.000 ngày nhé. Tức là mọi người sẽ không mất đi đâu cả, và nó sẽ trả dần cho mọi người trong 1.000 ngày. Và cái việc trả dần đấy thì nó sẽ trả vào cái mục đây, mọi người sẽ vào nhóm khai thác này. Đó, thì ở đây thì cái số lượng vé mà mọi người bị xịt ý, tức là không trúng ý, thì nó sẽ dồn vào đây và nó sẽ cập nhật cứ sau 22 giờ ngày hôm sau, tức là 10 giờ ngày hôm sau nó sẽ cập nhật cái số lượng vào đây. Thì sau đó thì hàng ngày mọi người sẽ vào đây để nhận về ví, và nó sẽ trả dần cái số này trong vòng 1.000 ngày nhá. Đó. Rồi, và khi nếu như mọi người có điều kiện ấy hoặc nhiều tiền đầu tư, mọi người sẽ chơi để mở khóa dần dần những cái ô này. Nếu mà may mắn trúng 10 tỷ thì nó sẽ tương đương với 139 đô này. Đó, hoặc là hơn thế nữa là với cái X100 này. Đó, với cái X100 này thì ví dụ như mọi người có thể tham gia 1 triệu cái vé X100 này. Đó. Chưa được, đấy. Đó, khi nào nó hiện lên này đủ nhé. Mọi người tham gia trúng này, 1 triệu này sẽ được 100 triệu này, mở khóa vòng tiếp theo này, 1 tỷ này, 10 tỷ này, 10 tỷ là 139 đô. Mà nếu mà may mắn nữa mà nhân với 10.000 x thì chắc là chúng ta sẽ giàu to luôn. Thì lúc đấy nó sẽ là 13.900 đô cơ. Đó, ok mọi người nhé. Thì ở đây ấy, thì mọi người ý lưu ý, nếu mà trúng thì cái giải thưởng nó sẽ trả về đây. Và khi mọi người nhận về thì nó sẽ trừ đi là 30%. Ví dụ mọi người trúng 10 triệu thì mọi người chỉ nhận được 7 triệu thôi. 20% là phí và 10% là nó sẽ dùng để đốt. Đó. Ngoài ra thì còn một cái cách nữa, đó là nếu như mọi người không có thời gian vào để tham gia xổ số ấy, thì mọi người có thể dùng là bot, tức là dùng người máy để chơi. Đó, thì bây giờ mọi người quay trở lại này. Rồi bấm chọn vào DeSun cho mình. Rồi thì ở đây mọi người để lưu ý này, có một cái mục người máy ở đây nhé. Mọi người bấm chọn vào người máy ở đây này. Đó, thì ở đây như hiện tại tài khoản của mình đang có số dư là 19 triệu 700.
19 triệu 700 à 197 triệu. Thì mọi người sẽ đặt được cái mức bot này, ví dụ mình đặt được cái mức 10 triệu này. Thì bắt đầu mình sẽ tăng cái số lần tham gia. Không biết 10 lần đủ không? 10 à 19 lần, mình phải tham gia 19 lần. Đó, 19 lần, bấm xác nhận. Rồi thiết lập thành công. Như vậy thì con bot này nó sẽ tự động tham gia vào cái sổ số này cho mọi người khi sổ số quay hết nhé. Đó, khi sổ số quay hết thì nó sẽ tự động tham gia. Đó. Ở đây nó rất là tiện lợi, thì mọi người sẽ không phải vào để chọn hay như nào nữa. Cứ con bot nó sẽ tự động đặt cược cho mọi người. Rồi thì đơn giản thì cái kèo này nó cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng mà nó là một kèo cực kỳ là ngon nhé. Nếu may mắn thì chúng ta có thể nhận được là rất nhiều tiền. Và cái dự án này ấy, thì nó sẽ càng ngày càng phát triển nếu như mà chúng ta tham gia đông đảo và gây dựng được một cái cộng đồng lớn. Thì anh em cũng đừng bỏ qua những cái dự án ngon ăn như thế này. Và khi mọi người tham gia vào cái sổ số này chính là cái điều kiện để mọi người có thể mở khóa được cái số đề săn mà mọi người được khai thác miễn phí nhé. Mình nói ví dụ nếu như mọi người may mắn trúng được 10 tỷ đề săn ở trên Google X thì mọi người cũng sẽ được mở 10 tỷ đề săn, mở khóa 10 tỷ đề săn ở trong cái web khai thác, thay vì là mọi người phải mua 10 tỷ để mở khóa 10 tỷ nhé. Đó là một cái rất là lợi thế. Rồi, ok mọi người, thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.